những thời gian thật thư giãn thoải mái cùng với chúng tôi. Đừng quên hãy ủng hộ bằng cách đăng ký kênh cũng như ấn vào quả chuông thông báo bên cạnh để không bỏ lỡ bất cứ tin tức nào. Còn bây giờ, hãy quay lại với những thông tin hot nhất trong ngày. Ngắm trọn bộ ảnh cưới sang xịn mịn đậm chất showbiz của cặp đôi Duy Mạnh Quỳnh Anh hé lộ luôn hình ảnh nhẫn cưới không như mọi người kỳ vọng. Bộ ảnh cưới phong cách hoàng tử công chúa của Duy Mạnh và Quỳnh Anh được tung ra tối ngày 4 tháng 2 khiến dân tình xôn xao. 5 ngày trước lễ cưới, dân tình mới được ngắm trọn vẹn bộ ảnh cưới mà Quỳnh Anh và Duy Mạnh đã cất công vào Sài Gòn thực hiện. Như kỳ vọng, những tấm hình tiếp tục đốn tim fan bởi chất lãng mạn thơ mộng. Với cùng một ekip ảnh cưới của cặp đôi đẹp nhất làng bóng đá Việt Nam, hiện tại Đỗ Duy Mạnh và công chúa béo Nguyễn Quỳnh Anh được so sánh lung linh, không kém gì ảnh cưới của đôi vợ chồng ca sĩ lừng danh showbiz Việt là ông Cao Thắng và Đông Nhi. Đặc biệt, hình ảnh của nhẫn cưới cũng được tiết lộ trong bộ ảnh này. Không phải nhẫn kim cương hoành tráng như Quỳnh Anh từng chia sẻ, cô và chú rể lại chọn đôi nhẫn khá giản dị tinh tế để đeo vào ngày cưới. Cùng ngắm trọn bộ ảnh cưới của cặp đôi Duy Mạnh và Quỳnh Anh, bức ảnh đầu tiên khiến người ta chú ý ngay đến cặp nhẫn cưới của đôi bạn trẻ. Bộ ảnh cưới lung linh trai tài gái sắc chẳng kém gì các ngôi sao của showbiz. Khoảnh khắc cặp đôi ngọt ngào bên nhau, lúc nghiêm chỉnh lúc nhí nhảnh như thế này. Ngôi sao tuyển Việt Nam giống như chàng hoàng tử lịch lãm trong bộ vest đen cũng được thiết kế riêng. Chàng trai người Đông Anh Hà Nội đã nổi tiếng giỏi giang còn điển trai thu hút mọi người. Cô vợ Duy Mạnh thì gán tượng vẻ ngoài xinh xắn và ngọt ngào. Công chúa bé được fan đánh giá là khá xứng đôi với hoàng tử sân cỏ Duy Mạnh.